Tập 588 SP1 tất cả chúng ta đều là Ami Ami. Hôm nay đám bạn đi dạo ở công viên thì vô tình gặp Bo đang đan len ở ghế, vậy là cả đám chạy đến hỏi chuyện. Nhìn mấy cuộn len sặc sỡ màu sắc mà ai cũng thích, xin lấy thử một cuộn thì thấy rất mềm mại. Mà sao thấy nó êm như lông cừu, Bo kể là tất cả sợi len được làm từ lông cừu. Kazama thấy trên TV người ta cũng hay cho xem cắt lông cừu, ngoài ra còn có lông của động vật khác nữa, như dê chẳng hạn. Xin nghe vậy liền đề xuất lấy lông của Bạch Tuyết làm sợi len làm đám bạn hết hồn. Nhưng xin thấy nó là bông nên chắc rất mềm mại. Kazama nghĩ nếu cắt hết lông thì Bạch Tuyết chắc sẽ lạnh lắm. Xin lại thấy chỉ cần lấy lông của nó rồi đan cho nó một chiếc áo len là ổn thôi. Mà sao thấy vậy thì khỏi cắt lông nó ra cho khỏi mất công. Xin thấy Ma Sao đúng là quá thông minh, Nene nhìn cuộn len thì nghĩ chắc là đan khó lắm. Bo lại thấy rất dễ, với lại cậu bạn đang đan khăn cho bà. Xin nghe vậy cũng đòi đan, vì cu cậu muốn đan một chiếc áo khoác cầu vồng cho mình. Kazama thấy xin thật xàm xí, Nene nghĩ mọi người nên thử đan sen thế nào. Mà sao thấy có vẻ thú vị, Kazama cũng muốn học thử xem thế nào. Thấy Bo đồng ý nên cả đám lại chọn màu len yêu thích. Nene thấy màu vàng này chắc là sẽ may mắn, mà sao thì thích màu hồng. Vậy là Nene dành của cậu bạn rồi đưa cho cậu cuộn màu vàng. Xin thì lại thích màu đen, Nene tự nhiên nghĩ gì đó rồi lại đến đổi thành màu đỏ. Đám con trai cũng bất lực với cô bé luôn. Sau đó cả đám ngồi lên ghế để Bo hướng dẫn, đầu tiên quấn sợi len quanh ngón tay. Thấy đám bạn vẫn chưa lấy được sợi len ra nên Bo bảo các bạn lấy phần cuối cùng rồi kéo ra. Vậy là cả đám cùng kéo ra, còn Xin thì kéo luôn một mớ len ra ném xuống đất rồi bảo Bo sợi len đã biến mất. Kazama muốn điên với Xin luôn, sau đó Bo hướng dẫn các bạn công đoạn đầu tiên là quấn sợi len quanh ngón tay cái rồi luồn xen kẽ qua các ngón tay, sau đó là luồn lại, rồi vòng lại, sau đó bắt đầu lại từ đầu, nhưng đến khi nhìn qua thì thấy các bạn ai cũng gặp rắc rối. Nene thấy thật khó học, Kazama thì thấy rất mỏi tay, nhưng Bo nghĩ làm vậy thì sẽ chống được lão hóa cho tay. Kazama thấy cả đám mới chỉ 5 tuổi thôi, Xin thấy trên đầu mình như có một cái mũ. Sau đó cả đám tiếp tục học, Nene làm mãi mà vẫn rối hết cả lên. Bực quá cô bé bỏ về nhà luôn, Kazama cũng thấy mệt mỏi quá. Xin thì cần nghỉ ngơi một chút, thấy Ma Sao làm không được nên Bo qua hướng dẫn. Còn Kazama ngồi nhìn, Xin liền đưa cuộn len chà chà vào mặt làm cậu bạn nổi điên lên. Xin thấy Kazama nhạy cảm quá, vậy là cậu chửi cho Xin sấp mặt vì quá xàm xí. Đột nhiên Xin đến nhét hai cuộn len vào ngực Kazama. Thấy thú vị quá nên cậu bạn cũng nhét một cặp vào ngực mình. Xin thấy mình như thiếu nữ thật sự, Kazama bực quá lấy cuộn len ra ném Xin. Chợt nhớ ra đây là quà của bà Bo nên Kazama đến nhặt lại rồi đưa cho Bo. Thấy Bo và Ma Sao đã đan được khá nhiều mà Kazama bất ngờ lắm. Đột nhiên cậu bạn thấy tay mình hình như bị cột. Thì ra Xin lấy sợi len màu đỏ cột tay Kazama với tay mình để làm sợi tơ hồng. Kazama bực quá cắt nó luôn. Xin thấy cậu bạn thật quá đáng khi cắt sợi dây đặc biệt của mình. Bên này, Bo và Ma Sao vẫn mải mê đan khăn. Còn Kazama thì đã bị Xin quấn chặt vào người. Cuối cùng Kazama đã thoát ra được, nhưng cuộn len thành một mớ bùi nhùi. Xin nghĩ là Kazama nên gỡ nó ra, vậy là cậu chửi Xin sấp mặt vì toàn làm mấy chuyện gì đâu. Sau đó Kazama lên ghế ngồi gỡ len ra, còn Xin thì ngồi nghịch mấy cuộn len. Đột nhiên Ma Sao hoang mang vì gặp rắc rối, Xin nghĩ là nếu có vấn đề gì cứ hỏi ý kiến của cậu. Thì ra là cậu bạn muốn đi vệ sinh, Xin thấy vậy thì đi lẹ không kịp mất. Nhưng Ma Sao sợ mà mở chỗ này ra thì sẽ lộn xộn mất, vậy là Xin quyết định sẽ giúp Ma Sao. Vậy là Xin cầm tay trái còn Kazama cầm cuộn len rồi áp tải Ma Sao đến nhà vệ sinh. Xin cứ nói mãi nên cậu bạn thấy ngại quá, rồi còn gây sự chú ý của mọi người nữa. Sau đó ba thanh niên cùng đến nhà vệ sinh. Bên này Bo vẫn miệt mài đan khăn, sau đó tất cả lại về lại vị trí. Kazama ngồi mày mò mãi cuối cùng cũng gỡ ra sợi len, Xin thấy Kazama thật tuyệt. Kazama thấy mình đúng là một người đàn ông không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng Xin thấy Kazama cũng bỏ việc đan khăn đó thôi. Vậy là cậu bạn chửi Xin sấp mặt vì toàn đi phá đám. Cuối cùng Bo cũng hoàn thành chiếc khăn, Xin thấy y hệt một con rắn. Sau đó Bo quàng thử vào cổ, Kazama nghĩ chắc bà của Bo sẽ vui lắm. Một lúc sau, Ma Sao cũng đan xong chiếc khăn của mình, cậu mang vào thì thấy thật ấm áp. Xin thấy vậy cũng muốn quàng thử, rồi Ma Sao bảo Kazama cùng vào quàng luôn cho vui. Vậy là Kazama cùng nhảy vào luôn, sau đó bốn thanh niên hí hửng đi về nhà, thật là ấm áp. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 666 đó là bí mật, Dazo. Tối nay mẹ hí hửng kể với bố là mẹ đã gặp được người trong mộng và người đó đã lái xe đưa mẹ đến bãi biển rồi ôm mẹ từ đằng sau. Thấy bố có vẻ bất ngờ nên mẹ bảo bố đó chỉ là câu chuyện trong giấc mơ lúc trưa của mẹ thôi. Vậy mà làm bố hết hồn, mẹ nghĩ chắc là bố sẽ ghen lắm. Nhưng làm gì có, thấy mặt bố như vậy mẹ đoán là bố đang nói dối rồi. Bố thấy muốn uống rượu với mẹ như một cặp đôi mà khó quá. Vậy là mẹ nghĩ bố đang ghen rồi, bực quá bố hét lên bảo không có. Với lại bố thấy mấy chuyện ôm gì đó thật là xàm xí. Nhưng mẹ lại rất hạnh phúc về giấc mơ đó khi được hoàng tử bế vào lâu đài.
Bố nghe vậy liền đứng dậy rồi bảo mẹ đến chỗ bố. Thì ra bố cũng muốn tặng mẹ một cái ôm, mẹ thấy không cần phải làm như vậy. Nhưng bố vẫn kéo mẹ dậy rồi ghé sát mặt bảo bố đến để đón mẹ. Mẹ thấy bố quá rảnh, rồi bố bế mẹ lên thì đột nhiên kêu cái rắc. Vậy là bố xanh hết cả mặt, mẹ không hiểu có tiếng gì là lạ. Rồi bố thả mẹ xuống, rồi gục xuống đất, thì ra là bố bị gãy xương. Đột nhiên xin đứng trình hình bảo chắc là tại công chúa nặng quá. Mẹ nghe mà hơi bực rồi nha, mà không hiểu sao xin đang ngủ mà lại ra đây. Chắc là xin đã nghe hết rồi, thì xin đã hết rồi mà. Mẹ nghĩ là nên gọi cấp cứu cho bố, nhưng bố thấy nên chườm lạnh trước đã. Vậy là mẹ vào lấy đồ ra lại và vào người bố làm bố đau điếng. Bố thấy mẹ đúng là quá nặng, xin nghĩ là bố không còn trẻ nữa, không làm hoàng tử được đâu. Bố cũng thấy mẹ không còn nhẹ nhàng như lúc còn trẻ nữa. Rồi bố khóc ròng vì quá đau đớn. Hôm sau, bố phải gọi điện thoại cho chú Kawaguchi bảo chú xin nghỉ làm giùm bố vì bị tê liệt vòng eo nên chắc phải nghỉ ngơi. Xin thấy bố đúng là nói dối không chớp mắt. Bố nghĩ là một số việc cần phải nói dối, xin nghĩ chắc bố thấy xấu hổ lắm khi ôm mẹ như một nàng công chúa. Bố thấy xin nên giữ mồm giữ miệng khi đến lớp thì hơn. Xin tuân lệnh ngay vì cu cậu có một cái lưỡi rất nghiêm khắc. Vậy là bố phải nằm ở nhà dưỡng thương, nhìn ra ngoài. Bố thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, Hima đang chơi thú bông bên cạnh thì đột nhiên bị văng ra. Vậy là cô bé trèo qua lưng bố lấy làm bố đau điếng, sau đó xe buýt trường đưa xin đi học về. Thấy mẹ ra nên cô Yoshinaga hỏi mẹ về tình hình sức khỏe của bố. Mẹ ngại quá bảo không có gì, nhưng cô Yoshinaga thấy buồn cười quá. Cả đám trẻ cũng rất buồn cười khi thấy mẹ. Còn mẹ thì có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Rồi mẹ qua nhà bác hàng xóm nhờ bác chiều nay trông Hima dùm để mẹ đưa bố đi khám. Ngoài vườn, Shin đang dụ Bạch Tuyết bảo sẽ bế nó như một nàng công chúa làm nó lạnh hết cả người. Cùng lúc này bác hàng xóm ló đầu qua hỏi Shin về chuyện bố đau lưng. Shin kể là bố bị thương nặng lắm, nhưng mà lý do thì phải giữ bí mật. Vậy là bác hàng xóm rủ Shin sang nhà bác uống trà ăn bánh để dụ cu cậu. Sau đó Shin về nhà thì thấy điện thoại bố đổ chuông nên nghe luôn. Thì ra là chú Kawaguchi hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố. Shin bảo chú là bố đang đau lắm, cu cậu rất mệt mỏi khi bố mẹ quá ngốc nghếch. Bố thì không biết mẹ nặng bao nhiêu mà lại đòi bế mẹ. Mẹ thì vừa béo vừa xấu mà cứ nghĩ mình là công chúa. Chú Kawaguchi nghe mà thấy hơi rối, nhưng Shin bảo đó là bí mật nên không thể kể thêm nữa. Rồi Shin chạy vào đưa điện thoại cho bố, đến chiều thì mẹ cùng Shin đưa bố đi khám. Tới lượt bố nên mẹ bảo Shin ở ngoài đợi rồi đưa bố vào trong khám. Ông bác sĩ cứ nắn nắn mà bố đau điếng. Rồi ông hỏi bố có vác vật gì nặng không nhưng bố chẳng trả lời. Vậy là Shin nhẹ nhàng mang con gấu bông vào rồi bế nó lên diễn cảnh bị gãy xương. Ông bác sĩ đoán chắc là lại bế công chúa rồi, bố nghe hơi nhột. Còn Shin thì ra hiệu cho bác sĩ giữ bí mật, mẹ ngồi ngoài nghe mà ngại đỏ hết cả mặt. Định chuồn nhưng lại nghe tiếng Shin bên trong nên mẹ lại hét toáng lên. Khám xong mẹ đưa bố con Shin về nhà, mẹ rất bực mình khi cu cậu cứ nói lung tung. Về đến cổng thì mẹ dìu bố vào nhà, mọi người đi qua thấy vậy liền cười rồi bảo mẹ vất vả quá. Hai chị này thì dặn bố sau này nhớ cẩn thận hơn. Bố nghĩ chắc mẹ lại đi nói lung tung rồi. Lúc này bố cũng có điện thoại, là chú Kawaguchi gọi cho bố. Chú và mọi người ở công ty rất bất ngờ vì không nghĩ bố lại lãng mạn như vậy nên cứ tiếp tục phát huy. Xin nghe vậy định chuồn lẹ thì bị bố mẹ bắt lại. Cô cậu bảo mình có nói gì đâu, đột nhiên có tin nhắn. Bố đọc thì hét toáng lên rồi đưa cho mẹ, vậy là mẹ cũng hét lên. Thì ra chú Yoshirin đã biết chuyện của bố mẹ nên sẽ học tập bố bế cô Michi mỗi ngày. Kiểu này thì bố mẹ khỏi ra ngoài rồi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 443 buổi dã ngoại náo nhiệt. Bốn người đang chơi chuyền bóng, anh Yoshirin chuyền mạnh qua chị Michi, chị hoảng hốt đỡ lấy rồi tức giận mắng anh đánh bóng mạnh tay vậy mà dám nói yêu mình ư, anh xoa đầu xin lỗi hứa cú sau sẽ nhẹ hơn. Bố thở dài than thở nếu biết trước vậy thì thà đi chơi golf hay đi bộ còn hơn, uống bia một mình chán quá đi. Bỗng trái bóng lại bay tới đập trúng đầu bố, bố tức tối quát sao chọi banh lên đầu mình hoài vậy. Mẹ chạy tới nhặt rồi xin lỗi và trêu đầu bố còn tốt lắm đó. Bố nhăn nhó nói đi xa ra một chút đi. Bố cảm thán trời ơi bia đổ hết trơn rồi còn có nửa lon, bố cẩn thận dè chừng chuyển qua chỗ khác ngồi cho chắc ăn. Mẹ chuyền bóng qua, anh Yoshirin đánh hụt rồi, bố mỉa mai đánh gì giờ ẹc. Trái bóng rơi trúng cây rồi lại bật vào đầu bố. Anh Yoshirin nghĩ trái bóng thích bố rồi đó, bố tức tối gầm lên bực mình rồi đó nha rồi bố cầm bóng tức tối ném vào người anh Yoshirin nhưng không trúng mà lại đập trúng đầu một người đàn ông. Ông ta quay lại nhìn khuôn mặt đáng sợ khiến bố tái mặt hoảng hốt vội quỳ lại xin lỗi không ngừng. Bố khổ sở bò về chỗ than thở mình ghét dã ngoại muốn về lắm rồi. Hima đâu rồi bố nhìn quanh hóa ra Hima đang leo lên người phụ nữ. Bố chạy lại xin lỗi bảo sẽ ẵm Hima ra ngay. Cô gái vui vẻ bảo không sao hình như Hima muốn lấy sợi dây chuyền đó. Người đàn ông khen con bé dễ thương. Mẹ thắc mắc chuyện gì vậy ta? Chimichi nhận xét mặt ông ta tuy hơi khó chịu nhưng chắc là dễ tính đó.
Anh Yoshirin ném bóng qua Shin dùng mông đỡ, quả bóng bay vào trong rừng rồi. Shin bèn chạy vào tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy rồi, lăn gì mà xa dữ. Shin nhìn quanh hoang mang, lúc nãy mình đi vào từ hướng nào ta? Bố lo lắng hỏi Shin chưa quay lại ư? Anh Yoshirin nói Shin chạy vào rừng tìm bóng rồi, mẹ nói khu rừng này rộng lắm, nếu lạc chắc không ra được. Anh tự trách mình, nếu lúc nãy anh đi thì không sao rồi. Bố mẹ nói chia nhau ra tìm thôi, còn Hima thì sao? Mẹ bế Hima qua nhờ người phụ nữ trông giúp cô ta, vui vẻ nhận lời. Mọi người chạy vào rừng tìm Shin. Shin lúc này đang phân vân nên đi hướng nào. Shin sẽ quăng cành cây lên rồi đi theo hướng của nó vậy. Shin ném một cái cành cây mắc luôn trên cây rồi. Vậy là phải đứng một chỗ ư? Shin chán nản, làm sao đây, ngồi im một lúc đã khó chịu quá. Bố mẹ tìm vẫn không thấy Shin đâu. Anh Yoshirin gọi bố mẹ tới đây. Anh chỉ bố nhìn phía trước đi. Hai anh chị thích thú giới thiệu tảng đá hình trái tim này, giống như tượng trưng cho tình yêu của hai người. Chị Michi còn gợi ý đặt tên cho nó là tảng đá tình yêu. Bố bực mình quá, tập trung tìm Shin đi. Anh Yoshirin bảo họ tìm nãy giờ mà. Nhưng khi thấy tảng đá này thì họ cảm nhận tình yêu của mình như tảng đá này vậy, mãi mãi không phai được. Bố ngán ngẩm bảo mẹ đi tìm tiếp thôi, nhưng mẹ cũng đang tò mò ngồi sờ rồi nhận xét tảng đá này lạ thiệt nha, đúng là bó tay luôn. Hima tỉnh dậy, cô gái nhắc người đàn ông tránh mặt đi, không nhìn mặt anh con nít sợ đó, nhưng Hima lại đòi ông ta bế nữa chứ. Cô gái ngạc nhiên nhìn mặt anh mà Hima không sợ lạ quá nha. Có bộ mông lòi ra sau lùm cây là Shin đã tìm được đường về rồi. Shin cúi đầu cảm ơn họ đã chăm sóc Hima. Shin thắc mắc bố mẹ đi đâu rồi, cô gái nói họ đi tìm Shin. Shin giật mình lạc vào rừng là không ra được đâu. Shin chạy đến cầu cứu bảo vệ, họ liền thông báo huy động lực lượng tìm kiếm ngay lập tức. Người đàn ông đi đến định giải thích nhưng họ đã chạy vội đi mất. Nhiều trực thăng cùng đội bảo vệ đi vào rừng tìm kiếm. Anh Yoshirin thấy nhiều máy bay thì thắc mắc không biết có chuyện gì vậy ta, thôi tiếp tục tìm Shin đi. Bố hô to lên nhưng sao có giọng giống mình vậy. Bố hô tiếp thì đụng mặt anh bảo vệ làm cả hai giật mình. Anh ta thông báo đã tìm thấy người, mẹ hỏi mình là trẻ lạc à. Shin cúi đầu cảm ơn các chú bảo vệ. Họ khen Shin còn nhỏ mà giỏi ghê. Hai anh chị Michi và Yoshirin thì ôm nhau khóc. Người đàn ông nhận xét gia đình Shin hạnh phúc ha. Bố cúi đầu khóc ròng, biết vậy đi đánh golf cho rồi.